Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là đầu tư ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Là ngày 28 tháng 6 năm 2021 Và bây giờ đó lúc Thuận làm video đó thì cũng đã trễ rồi là khoảng chừng là gần 9 giờ tối giờ Cali Cho nên Thuận cũng sẽ tranh thủ để mà chia sẻ một số những thông tin với các bạn Vì hôm nay công ty thì cũng khá là bận Và hôm nay đã là ngày thứ ba ngày 29 tháng 6 tại Việt Nam rồi thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin nó hôm nay cũng có một cái sự tăng trưởng thực ra đã tăng trưởng trong vòng 2 hai ngày qua tăng lên tới cái mức là 34.571 ở thời điểm hiện tại và chúng ta nhìn vào cái giá cao nhất của ngày hôm nay đó thì giá Bitcoin đã lên tới cái mức là 35.300 và chúng ta thấy được là cuối tuần vừa qua ngày 26 tới cái tiền hai ngày đó thì giá Bitcoin đã có lúc xuống tới cái mức chỉ còn có 30.000 khoảng chừng là 165 đô la mà thôi thì uh, lúc mà giá xuống thấp như vậy thì lúc này Thuận đã ngủ rồi Nhưng mà không biết là có nhiều bạn cũng rất là lo lắng Không biết là chúng ta có thấy Bitcoin phá vỡ cái mức 30.000 đô Và tiếp tục đi xuống nữa hay là không Như là chúng ta đã từng thấy một tuần trước đó Khi Bitcoin phá vỡ 30.000 đô khiến cho nhiều người rất lo lắng Khi mà Bitcoin đột ngột phá vỡ và xuống chỉ còn có là 28.800 Tùy theo là sàn, chúng ta đang nhìn vào là giá trên sàn Coinbase Trước khi mà chúng ta thấy giá trở lên hơn 30.000 đô và bây giờ giá là 34.578 thì chúng ta thì được là tính từ cái mức thấp của cuối tuần qua tới cái đỉnh cao của ngày hôm nay đó thì giá đã tăng trưởng tổng cộng là 17% trong vòng 2 ngày tính tới giá hiện tại đó thì Bitcoin đã tăng 14,69% trong vòng 2 ngày thì Bitcoin tăng đó chúng ta nhìn vào tình hình chung của thị trường đây là trang web Bitcoin 360 thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều đồng là màu xanh ngày hôm nay Bitcoin tăng phần lớn thị trường đều tăng theo và chúng ta nhìn vào những năm lớn, ít thường refresh trang này lại. Các bạn thấy được là Bitcoin đó thì trong vòng 24 giờ qua thì cũng không có cái sự tăng trưởng nhiều nhưng mà trong vòng 7 ngày qua thì đã tăng 9,1% Ethereum tăng 10,9% trong vòng 7 ngày qua và chúng ta cũng đã biết là chúng ta đã gần kết thúc tháng 6 rồi. Và chúng ta bước qua tháng 7 là một cái tháng mà nhiều người cho là một cái tháng tốt đối với Ethereum Tại vì chúng ta có thể thấy cái cập nhật London, Harford trong đó có cái phần nâng cấp EIP-1559 mà nhiều người chờ đợi Để có thể thấy được là cái phí trên mạng lưới của Ethereum ổn định hơn Và một phần phí sau khi giao dịch bị đốt đi khiến cho Ethereum sẽ bị mất đi trên thị trường Đây là điều mà nhiều người đang mong đợi trong tháng 7 này Chúng ta nói tới đồng BNB, đồng Binance Coin thì tăng 7,5%, Cardano tăng 12,8% trong vòng 7 ngày qua. Đồng Dogecoin thì tăng 43,9% trong vòng 7 ngày qua. Thì có một cái thông tin thì nhiều bạn có đang nhận được, đó chính là có một cái đề xuất để mà giảm cái phí giao dịch cho đồng Dogecoin mà Elon Musk ở trên Twitter nói là ủng hộ. Thì các bạn có thể biết là trước đây đó, giao dịch thì nó cái đơn giản là mỗi lần giao dịch thì cái phí của đồng Dogecoin là một đồng Doge, nhưng mà khi mà Dogecoin Tăng trưởng về cái phương diện là Giá cả đó như là bây giờ là 25 cent Nhưng mà cách đây không lâu đó Thì giá của đồng đô sẽ lên tới 70 mấy cent Thì uh, lúc đó nhiều người cho là Cái phí quá mắc, thì bây giờ Có một cái đề xuất mà chúng ta cũng thấy nhiều cái thông tin Trên mạng là Elon Musk ủng hộ Đó chính là giảm phí dịch của đồng Dogecoin Chúng ta nói tới uh, đồng XRP thì tăng 5% trong dòng 7 ngày qua chúng ta nói tới Polkadot thì tăng 2% trong 7 ngày qua và đương nhiên trong cái thấp 10 thì chúng ta vẫn còn có 3 đồng ổn định đó chính là đồng Binance USD của sàn Binance chúng ta có đồng USD Coin của công ty Circle và chúng ta có đồng Tether ba đồng ổn định trong cái thấp 10 này chúng ta bây giờ hãy nói tới cái tình hình đi thì chúng ta thấy được là khi mà chúng ta nhìn ngắn hạn đó thì nhiều bạn bây giờ đã lạc quan hơn nhưng mà chúng ta thấy được là giá cả à, đã giữ được cái mức là hơn 30.000 và tăng trưởng ngày hôm nay lên tới 35.000 nhiều bạn đã lạc quan hơn nhưng mà sự thật đó tôi cũng không muốn làm cho các bạn mất hứng nhưng mà sự thật khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến ngày đó tôi nên zoom ra thì chúng ta thấy được là trên căn bản khi mà các bạn nhìn xa hơn đó thì từ cái thời điểm chúng ta thấy có cái sự xuống mạnh lần đầu tiên thử mức 30.000 đô từ cái mức là 65.000 đô đi xuống còn 30.000 đô đó chính là ngày 19 tây tháng 5 có nghĩa là bây giờ ngày 28 tây tháng 6 nghĩa là một tháng 10 ngày qua thì trên căn bản giá Bitcoin vẫn tiếp tục đi trong cái phạm vi là từ 30.000 lên tới 40.000 và tuy là có một số đợt giá Bitcoin đó đã qua khỏi 40.000 nhưng mà nó nhanh chóng bị kéo trở về cái khung này có một đợt chúng ta được là giá Bitcoin đã xuống dưới 30.000, nhanh chóng xuống dưới 28.800 thì lại bị kéo ngược trở lên. Thì chúng ta hãy được là giá Bitcoin trên căn bản nhìn trong vòng hơn một tháng qua đó thì vẫn tiếp tục đi trong phạm vi là từ 30 tới 40.000, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái phạm vi này. Nhưng mà điều mà khác biệt ở đây đó là trong vòng 2 ngày qua đã có một cái sự thay đổi liên quan đến suy nghĩ của nhiều người ở trên Twitter trên những cái diễn đàn liên quan đến crypto. Tại vì tôi có thể chia sẻ với các bạn là điều quan trọng nhất khi mà chúng ta nói tới cái ngắn hạn đó, thời gian ngắn hạn, cái mà thay đổi xu hướng của thị trường đó không có gì quan trọng hơn. Đó chính là suy nghĩ của những nhà đầu tư. Thì chúng ta thì được là cái suy nghĩ đó rất là quan trọng và cái suy nghĩ đó nó có cái sự ảnh hưởng đến từ câu chuyện trên thị trường là gì? Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lợi tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh, kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram Channel, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì ở bên dưới cái video này các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là tham gia vào sàn Margin Bybit. Các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1610 đô và nhiều những cái ưu đãi khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình ở phần cuối video. Thông dành thêm thời gian để mà chia sẻ với các bạn những chi tiết sẽ nằm bên dưới video này trong vòng mấy tuần qua đó thị trường ảm đạm nhiều người đó thì có cái sự bi quan hơn đối với thị trường tại vì sao thì chúng ta thấy là những thông tin những câu chuyện mà được đồn đại được nhiều người tin tưởng đó chính là câu chuyện liên quan đến 65.000 là cái đỉnh cao chúng ta sẽ thấy giá Bitcoin rớt xuống và chúng ta đi vào bộ đông crypto chúng ta sẽ thấy là những cái công ty mà trước đây thu mua họ sẽ bán ra những công ty lớn cũng không có thấy họ là đi thu mua ở những cái mức này coi như là chúng ta đã kết thúc rồi đây là cái sự mà lo ngại của nhiều bạn và khi mà nhiều người nói là giá Bitcoin đó khi mà rớt xuống dưới 30.000 đô đó thì sẽ nhanh chóng xuống còn 20.000 đô tại vì nhiều người cho là từ cái thời điểm là đến 30.000 như là các bạn thấy trên màn hình đó thì giá cả đi bùng mạch không có một cái nghiệp ngừng nghỉ nào mà có thể cho những nhà đầu tư một cái sự tin tưởng là đó là cái dụng hỗ trợ cho nên khi mà giá rớt xuống 30.000 đó như là cái thời điểm mà chúng ta thấy là cái tay không lâu một tuần đó ngày 22 tháng 6 nhiều người cho là sẽ rớt thẳng xuống còn 20.000 nhưng mà các bạn thấy là đó không có phải là sự thật Cuối cùng giá cũng đã tiếp tục được giữ lại trên 30.000 đô Thì câu chuyện bây giờ đó thì khác một chút câu chuyện bây giờ đó ngày hôm nay và ngày hôm qua đó thì nhiều người nói là chúng ta đã chứng kiến được bitcoin hơn một tháng qua một tháng 10 ngày qua đã có thể giữ được cái mức là trên 30.000 đô thì có thể là cái mức 30.000 đô này là một cái mức mà nhiều người có thể tin tưởng được và từ đây chúng ta có thể là gây dựng một cái nền tảng vững chắc để có thể tiếp tục có cái sự tăng trưởng đây là câu chuyện mà được nói đến bởi rất nhiều người và đây là điều rất quan trọng nếu như mà càng nhiều người tin tưởng thì đương nhiên là các bạn thấy được là cái sự phản ứng về mặt giá cả sẽ tốt hơn và một trong những người mà nói đến câu chuyện này ngày hôm nay đó không ai khác hơn đó chính là Jim Cramer thì Jim Cramer là một người dẫn chương trình rất nổi tiếng trên đài CNBC thì tuần vừa rồi đó Jim Cramer nói là đã bán đi phần lớn số Bitcoin của mình và chỉ khi nào mà tuần mới đây đó cuối tuần mới đây mà giá Bitcoin chứng minh được là có thể giữ được cái mức là 30.000 đô trở lên thì cái mức 30.000 đô đã được giữ được đó thì Jim Cramer mới có suy nghĩ là mua lại Bitcoin nhưng mà ngày hôm nay trong cuộc phỏng vấn đó thì Jim Cramer lại nói là gì Bitcoin giữ được cái mức là 30.000 đô cho nên Jim Cramer đã có lòng tin hơn Nhưng mà Jim Cramer lại nghĩ là bây giờ Là cơ hội tốt để thu mua Ethereum Chứ không phải là Bitcoin Nhưng mà lý do tại sao mà Jim Cramer mua Ethereum Đó chính là tại vì Bitcoin giữ được cái mức là 30.000 đô Và Jim Cramer nghĩ là câu chuyện Ethereum nó hấp dẫn hơn Tại vì Ethereum là một cái đồng mà ông ta cho là tiền tệ thì có thể được sử dụng để mà thu mua NFT vân vân cho nên đó với Jim Cramer thì Ông ta nghĩ là bây giờ thì điểm tốt để mà thu mua Ethereum tại vì bây giờ ông ta đã có thêm lòng tin vào Bitcoin ở mức giá 30.000 đô này. Chúng ta sẽ tiếp tục xem coi là câu chuyện Bitcoin giữ được mức 30.000 đô này đó là một câu chuyện có lan tỏa và có nhiều tin tưởng hay là không. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Nhưng mà chúng ta nhìn một số những cái thông tin á, thì chúng ta thấy được là trên màn hình đây chính là cái biểu đồ hash rate ở trên CryptoCoin chính là cái biểu đồ liên quan đến tốc độ đào của mạng lưới Bitcoin thì rất rõ ràng các bạn thấy được là chúng ta thấy có cái sự sụp đổ của tốc độ đào Tôi muốn chia sẻ thông tin này trước khi mà các bạn nhận được những cái thông tin mà không đúng sự thật tại vì mỗi lần mà chúng ta thấy là tốc độ đào rơi xuống mạnh thì lại có những cái bài viết nói là bịch không sẽ đi vào một cái dòng sấy chết tại vì tốc độ đào xuống thì không ai đào vân vân nhưng mà không phải như vậy cái mà chúng ta đang chứng kiến đó đó chính là lần này những lần trước đây chúng ta cũng nghe nói tới là Trung Quốc ra ca lệnh là cấm những thợ đào đang áp những thợ đào nhưng mà lần này đó thì không chỉ đó là tin đồn nữa mà đó là sự thật tại vì chúng ta thấy được là đột độ ngột tốc độ đào đã giảm xuống rất là mạnh tại vì sao tại vì nhiều cái xưởng đào ở Trung Quốc là phải ngưng cái máy đào của mình và trước khi mà chúng ta thấy tốc độ đào nó trở lại đó thì phải tốn một thời gian giống như chúng ta thấy được là trước đây mỗi lần mà chúng ta nghe nói tới những cái khu như là tân cương mà uh, những cái khu ở trung quốc mà đào bịt không nhiều đó mà bị lũ lụt đó thì vài uh, tuần sau chúng ta đã thấy được là tốc độ đào đã trở lại như cũ thậm chí là còn hơn nữa tại vì sao tại vì những cái máy đào đã vẫn nằm ở đó bây giờ thì những cái xưởng đào đó nếu như họ muốn tiếp tục hoạt động thì họ cần phải di chuyển qua một quốc gia khác và điều này đó, sẽ tốn thời gian chứ không phải là một sớm một chiều cho nên chúng ta có thể thấy được là ít nhất là vài tuần thậm chí nhiều người nói là một hai tháng nữa thì mới thấy tốc độ đào ổn định trở lại nhưng mà chúng ta lại thấy đó những cái bài viết có thể là nhiều bạn cảm thấy là khó hiểu tại vì sao tại vì chúng ta thấy được là đây là bài viết từ trust knows bài viết này được chia sẻ ngày hôm qua đó thì nói là trong vòng 24 giờ lúc mà bài viết này chia sẻ là ngày 27 tây tháng 6 thì họ nói là trong vòng 24 giờ ra chỉ có 77 lóc Bitcoin được đào mà thôi So với lại thông thường đó là trong vòng 24 giờ tới 144 lóc được đào Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái số lượng lốc đó được đào đã giảm đi gần như là phân nửa Và điều này nghĩa là gì? Điều này đó nghĩa là cái số lượng Bitcoin ra đời trong vòng 24 giờ cũng giảm đi khoảng chừng là phân nửa Thì nhiều bạn sẽ cảm thấy là không hiểu Tại sao chúng ta lại có cái sự kiện này xảy ra tại sao mà chúng ta thấy là tốc độ đầu giảm thì là dẫn đến là cái số lượng Bitcoin ra đời giảm điều này có phải là tốt đối với giá cả hay là không thì điều mà các bạn cần nên hiểu đó là trung bình một lóc Bitcoin nó là khoảng chừng là 10 phút thì chúng ta thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào đây là cái tài liệu liên quan tới cái Bitcoin Haven hiện từ Bitcoin Haven kế tiếp nó sẽ diễn ra vào khoảng chừng 1047 ngày nữa Chúng ta thường hay nhìn vào cái thông tin này trước đây để mà đếm ngược lại cái ngày mà chúng ta có Bitcoin bình năm 2020 lần kế tiếp đó chứng đoán là ngày 12 tháng 5 năm 2024 và cái số lượng Bitcoin ra đời một lóc khoảng chừng là 10 phút một lóc đó là sẽ giảm từ 6,25 xuống chỉ còn có 3,125 nghĩa là Bitcoin sẽ khang hiếm đi theo thời gian nhưng mà cái mà thường rất muốn chia sẻ với các bạn đó là mỗi một ngày thì trung uh, bình chúng ta sẽ có 900 bịch không ra đời và đây sẽ là cái số trung bình có nghĩa là nhiều ngày có thể là hơn một chút nhiều ngày có thể thấp hơn một chút như là cái ngày mà hôm qua chúng ta nói tới cái số lượng lóc bị giảm đi nhưng mà đó chỉ là cái tình trạng tạm thời mà thôi không phải là cái tình trạng mãi mãi tại vì sao lý do tại sao mà cái số lóc bị giảm đi đó đó chính là tại vì tốc độ đào giảm xuống nhưng mà độ khó đào chưa có giảm kịp chúng ta thấy được là giữa cái sự liên quan giữa tốc độ đào và độ khó đào đó như thường đã chia sẻ đó là khoảng chừng là nói đơn giản là khoảng 2 tuần sẽ điều chỉnh một lần chúng ta tính theo cái số lốc nhưng mà nó nói đơn giản là khoảng 2 tuần điều chỉnh một lần thì lần kế tiếp mà chúng ta thấy là cái độ khó đào đó biểu đồ này điều chỉnh xuống là khoảng chừng 4 ngày nữa và sẽ điều chỉnh xuống 23,98% nghĩa là độ khó đào sẽ bị giảm xuống tại vì tốc độ đào đã giảm xuống thì sau đó chúng ta được mạng lưới sẽ từ từ trở lại như là bình thường chúng ta cũng sẽ có cái số lượng lốc ra đời đó tương tự như trước đây là khoảng chừng 144 lốc ở đời một ngày và cái số lượng không đời một ngày đó vẫn sẽ là 900 cho nên trong thời gian dài hạn nó tất cả đều cũng sẽ trở lại bình thường mà thôi trong vòng vài tuần tới đây chỉ là chúng ta thấy là cái tốc độ đào giảm quá đột ngột độ khó đào không giảm kịp cho nên mới dẫn đến hiện tượng này đây là điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn